Rồi, ok, mến chào quý anh chị, bà con, cô bác đã quay trở lại với kênh Lúa TV ha. Thì ngày mới chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình ha. Thì hôm nay Lúa xin chia sẻ một cái video là chủ đề về thẻ tín dụng nha các bạn. Thì hôm trước có mấy bạn hỏi mình á, thì làm sao để có thẻ tín dụng và cái hình thức như thế nào để mình sở hữu được một cái thẻ tín dụng và cái thẻ tín dụng có những cái ưu đãi và những cái đặc điểm gì nha các bạn. Thì đây là cái thẻ tín dụng của mình. Thì cái thẻ mình có hiện tại mình được cấp hạn mức khoảng 20 triệu ha. Thì mình đang xài và mình được những cái ưu đãi rất tiện ích như các bạn. Thì những cái tiện ích như thế nào thì tất cả các bạn nếu mà các bạn muốn có thì cũng có dễ để áp dụng những cái điều kiện như thế này. Đây, những cái ưu đãi mà khi bạn xài thẻ tín dụng ha. Thì cái ưu đãi nổi bật của nó là cái đầu tiên á là khi bạn rút tiền mặt ha trên hệ thống Sacombank thì với hạn mức có thể lên tối đa là 100% như bạn, thì bạn rút cái thẻ bạn có 20 triệu thì mình sẽ rút được 20 triệu. Đó. Còn cái lãi suất ha, lãi suất thì lãi suất cạnh tranh trên thị trường nha các bạn. Thì lãi từ 1.25% đến 2.6% trên tháng ha. Rồi, cái ưu đãi thứ ba là nó có thể chấp nhận giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ áp dụng trên toàn quốc nha các bạn. Đó, và quốc tế luôn. Đó, rồi, cái tiếp đó là có thể tham gia chương trình trả góp lãi suất 0% tại các điểm Sacombank liên kết. Có nghĩa là mình khi mình mua sắm ở các trung tâm mình đã liên kết như là điện máy xanh, điện máy chợ lớn hay là các trung tâm thương mại thì mình có thể mua trả góp 0% nha các bạn. Đó, là miễn lãi trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm ha. Đó, mình có thể tham gia ha. Rồi cái thứ cái tiếp á là mình có thể mua trả trước nè, mua trả sau với tối đa là 55 ngày miễn lãi. Có nghĩa là mình khi mình giao dịch tại một điểm giao dịch mình mua điện thoại mình chỉ cần vô quẹt thẻ thì mình sẽ mới được miễn lãi 55 ngày. Nếu mà mình đóng vô là mình sẽ không bị tính lãi ha. Rồi. Thì đây là những cái ưu đãi và đặc điểm nổi bật của thẻ tín dụng này. Thì các bạn muốn sở hữu cái thẻ này thì hiện tại Sacombank đang có chương trình khuyến mãi là mình có thể đăng ký online trên app Sacombank, mà các bạn có thể truy cập vô cái mục này và làm theo hướng dẫn của mình. Rồi các bạn theo dõi video mình ha. Mình bắt đầu áp dụng hướng dẫn các bạn đăng ký online tại nhà luôn ha. Rồi. Ok, trước tiên các bạn truy cập vào app Sacombank ha. Để cho nó nổi lên giao diện cho các bạn. Đó. Thì các bạn truy cập vào cái chuông trên đầu nè. Đó. Các bạn chọn qua một bên hệ thống ha. Đây. Rồi, các bạn kéo xuống ngay chỗ mà mở thẻ tại gia nè. Đó. Rồi, các bạn truy cập vào cái mục là tại đây ha. Rồi, nó sẽ đi sâu vào bên trong để các bạn làm các thủ tục ha. Rồi, ok các bạn, thì để mà thỏa mãn mà mình có một cái thẻ tín dụng các bạn thì các bạn phải thỏa mãn là một trong năm cái điều kiện như sau. Thì cá nhân á đủ 18 tuổi thì có thể mở thẻ tín dụng được các bạn. Thì nó gồm có năm cái điều kiện, một trong năm cái điều kiện này thì mình có thể mở thẻ tín dụng. Thứ nhất đó là các bạn phải có sao kê lương chuyển khoản qua ngân hàng trừ 5 triệu trở lên trong một tháng nha các bạn. Thì thứ hai là các bạn phải có giấy xác nhận thu nhập trừ 5 triệu trở lên trên một tháng. Thứ ba là công tác tại cơ quan nhà nước. Thứ tư là sở hữu thẻ bảo hiểm y tế do công ty và còn hiệu lực. Thứ năm là sở hữu thẻ tín dụng của ngân hàng khác. Đó, thì các bạn chỉ cần có một trong năm cái điều kiện này thì các bạn sẽ đủ điều kiện để mở thẻ tín dụng ha. Rồi, ok các bạn, sau khi đã đủ điều kiện thì chúng ta cần gì để mà đăng ký? Thì hồ sơ đăng ký thẻ gồm có, một là chúng ta sẽ có chứng minh nhân dân hoặc là công chứng nhân dân hoặc là hộ chiếu như các bạn. Thứ hai là hộ khẩu và giấy thông báo hóa đơn điện nước internet, số tạm trú, xác nhận tạm trú. Thứ ba là hồ sơ tài chính, một trong các loại chứng từ như là hợp đồng lao động nè và sao kê lương, hợp đồng lao động hoặc là giấy xác nhận lương của đơn vị, thẻ bảo hiểm y tế, rồi thẻ tín dụng của ngân hàng khác. Đó, thì hợp đồng lao động của các bạn thì có thể thay thế bằng những loại chứng từ khác như là phụ lục hợp đồng lao động nè, quyết định bổ nhiệm nè. Đó. Rồi, ok các bạn, sau khi mà các bạn đã chuẩn bị đầy đủ cái hồ sơ đăng ký thì các bạn có thể đến ngay về chi nhánh phòng dịch để nộp hồ sơ ha, hoặc là các bạn có thể đăng ký online trên cái app này luôn các bạn, app Sacombank. Các cái bước để đăng ký thẻ online gồm có như sau. Bước thứ nhất là khi đăng ký thông tin cơ bản thì tại đây nè các bạn, thì các bạn chỉ cần nhấn vô cái dấu chấm màu tím, màu xanh, đỏ tại đây nè, bạn nhấn vô thì nó sẽ đưa mình vô trong ha. Thì các bạn sẽ chọn ngay cái thẻ mình cần đăng ký ha. Ở đây mình sẽ chọn ngay cái thẻ là thẻ tín dụng như bạn, là rút tiền ưu đãi nè. Đó, thì cái thẻ có hình như thế này ha. Thì các bạn sẽ kéo xuống bên dưới.
nè, cái điều kiện để đăng ký rồi cái chỗ đăng ký ngay nè, các bạn điền thì để thông tin mình vô ha, họ tên, email, số điện thoại, rồi các bạn kết vô chỗ đăng ký online đó, các bạn nhập cái mã xác nhận vô, thì các bạn kéo xuống bên dưới thì các bạn nhấn vô cái chỗ ô đăng ký là xong ha. Thì nó sẽ đưa mình tới cái bước thứ hai nha các bạn. Thì cái bước thứ hai gồm như sau. Cái bước thứ hai là các bạn sẽ nhập thông tin cá nhân, thông tin công tác, chọn phòng giao dịch để mà nhận thẻ nha các bạn. Đó, sau khi mà điền xong cái bước thứ hai thì nó sẽ đến đến cái bước thứ ba. Cái bước thứ ba thì các bạn sẽ tải cái hồ sơ đăng ký thẻ về. Sau khi mà điền hoàn chỉnh á, tất cả các thông tin thì các bạn sẽ liên hệ lại với các bạn ha, để mà làm thủ tục trước khi phát hành thẻ. Cái bước thứ tư á, sau khi xong cái bước thứ ba thì cái bước thứ tư thì các bạn chỉ đợi nhận thẻ thôi ha. Thì bước thứ tư thì các bạn sẽ đến ngay chi nhánh hoặc là phòng dịch để mà nhận cái thẻ tín dụng như các bạn. Thì video mình đến đây là hết ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Chúc các bạn đăng ký thẻ online thành công ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.